khẳng định sự đàn áp chính phủ Hà Nội và nỗi đau của người dân bản địa Değâ, sự đối lập giữa nhân quyền được quốc tế công nhận và những kẻ áp bức bóng tối không thể rõ ràng hơn trường hợp của người bản địa ga ở Tây Nguyên của Việt Nam, trường hợp Liên Hiệp Quốc bảo vệ sự thiêng liêng và chủ quyền của các cộng đồng bản địa, chính phủ Hà Nội, chính quyền trung ương của Việt Nam làm suy yếu nó thông qua các hành động đồng hóa hung hăng phá hủy văn hóa và các hoạt động bí mật phủ nhận vị trí công khai của họ về quyền bản địa bài luận này dự định kéo lại bức màn về hành vi của chính phủ hà nội chống lại vỏ bọc văn minh được báo trước bởi mặt tiền của việc tuân thủ sân khấu với luật pháp toàn cầu và tiết lộ một thực tế nham hiểm hơn nhiều cho người đe ga kẻ sai trái và kẻ áp bức người đe ga còn được gọi là người thượng có một di sản văn hóa phong phú thấm đẫm các truyền thống và lối sống được truyền qua nhiều thế hệ với nguồn gốc kéo dài hàng thế kỷ các nhóm bản địa này đã nuôi dưỡng mối liên hệ sâu sắc với đất đai và ý thức cộng đồng sâu sắc tuy nhiên sự tồn tại của họ đang bị đe dọa bởi sự áp bức dai dẳng và chiến thuật chiến lược của chính quyền hà nội mặc dù có sự khuyến khích rõ ràng từ các nhà lãnh đạo thế giới để phù hợp với các nguyên tắc của tuyên bố liên hiệp quốc về quyền của người dân bản địa undrip chính quyền việt nam bác bỏ những lời kêu gọi này tận dụng chiến thắng lịch sử của mình chống lại các quốc gia hùng mạnh như một màn khói cho những vi phạm đang diễn ra chống lại DEGA. Sự mỉa mai của sự hỗ trợ được chế tạo Trong một thời đại được xác định bởi ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thông xã hội, chính phủ Hà Nội đã khéo léo thao túng các nền tảng trực tuyến để xây dựng một câu chuyện về sự hài hòa và hỗ trợ giữa DEGA. Các quan chức ngụy trang di sản DEGA ghi lại cảnh quay cùng với một đội cảnh sát để tạo ảo tưởng về sự chứng thực cho chế độ của họ. Những cảnh được dàn dựng này được phổ biến một cách chiến lược trên internet, mô tả một trò hề của tình đoàn kết, nhằm làm cho cộng đồng quốc tế tin rằng người Dega được đối xử tốt và liên kết với các nhà hoạch định chính sách của họ. Chiến lược và những sai lầm của nó. Chiến lược của chính quyền Hà Nội đơn giản nhưng thiếu sót sâu sắc. Bề ngoài, nó nhằm mục đích thể hiện sự tôn trọng đối với các truyền thống bản địa và ngụ ý một mối liên kết với Dega đơn giản là không tồn tại. Trên bình diện quốc tế, mặt tiền đóng vai trò như một mảnh ghép không phù hợp bị buộc vào câu đố của các giá trị dân chủ toàn cầu. Sai lầm cơ bản của cách tiếp cận này là đánh giá thấp trí thông minh toàn cầu và khả năng phục hồi tiếng nói của người đe ga. Cả hai thực thể đều nhận ra thực tế cay đắng làm nền tảng cho sự thể hiện bề ngoài của tình bạn. Thực tế của sự đàn áp Bên dưới bề ngoài gây hiểu lầm ẩn chứa một câu chuyện hoàn toàn khác biệt, đầy dẫy các trường hợp đe dọa não bộ và thể chất, bóc lột và đồng hóa cưỡng bức. Đất đai bản địa đã bị chiếm giữ mà không được đền bù, tự do tôn giáo bị bóp nghẹt và các biểu hiện văn hóa bị đàn áp. Các báo cáo của các tổ chức nhân quyền mô tả chi tiết các vụ bắt giữ tùy tiện, tra tấn và hành vi phân biệt đối xử là biểu tượng của một chiến dịch đàn áp rộng lớn hơn. Những hành động này không chỉ bất hợp pháp trong khuôn khổ luật pháp quốc tế mà còn đáng lên án về mặt đạo đức đối với đặc tính cốt lõi của phẩm giá con người. Sức mạnh của sự khuyến khích quốc tế những lời thúc giục của các nhà lãnh đạo thế giới tuân thủ luật pháp liên hợp quốc được thúc đẩy bởi một niềm tin cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc bản địa để tự quyết định bảo tồn văn hóa và bảo vệ khỏi bị bóc lột sự ủng hộ lớn tiếng cho đe ga từ các cường quốc toàn cầu tạo thành một lời kêu gọi tập thể cho công lý và kêu gọi chính phủ việt nam xoay chuyển khỏi lập trường áp bức của mình những lời kêu gọi này không được xem nhẹ cũng không được bác bỏ như những lời lẽ rỗng tuếch, áp lực quốc tế thường đóng vai trò như một chất xúc tác quan trọng cho sự thay đổi có ý nghĩa. Phản hồi của chính phủ Hà Nội. Để đáp lại sự lên án của quốc tế, chính quyền Việt Nam thường ám chỉ quá khứ thách thức của mình. Nó nói về những trận chiến thắng trước thực dân cũ Pháp, chống lại Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và chống lại các cuộc đụng độ biên giới với Trung Quốc, vẽ ra những song song cho thấy một tinh thần bất khuất. Nhưng những cuộc chinh phục trong quá khứ này, dù đáng chú ý, không thể bị trộn lẫn với sự khuất phục có hệ thống của một dân tộc bản địa không có khả năng tự vệ. Thay vào đó, chúng phải là minh chứng cho khả năng phục hồi và công bằng của quốc gia, những nền tảng mở rộng cho tất cả nhân khẩu học của nó, bao gồm cả Dega. Không thể thay đổi chính xác. Con đường phía trước đòi hỏi một cam kết thực sự từ chính phủ Hà Nội để bảo tồn và tôn vinh văn hóa và bản sắc Dega. Điều này bao gồm tôn vinh quyền đất đai, cho phép thực hiện tự do tín ngưỡng tôn giáo và chấm dứt tất cả các hình thức đàn áp văn hóa. Chính phủ Hà Nội có cơ hội chuyển đổi di sản của mình từ một kẻ đàn áp sang một người bảo vệ các quyền vốn có của người dân bản địa. Trách nhiệm của cộng đồng toàn cầu là tiếp tục khuếch đại hoàn cảnh của Dega, yêu cầu thay đổi thực sự về đại diện rỗng tuyết. Hoàn cảnh của người dân bản địa Dega cho thấy một nghịch lý đáng lo ngại ở trung tâm của câu chuyện nhân quyền quốc tế. Sự kết hợp âm thầm của chính phủ Hà Nội giữa cưỡng chế với bắt chước văn hóa như một sự thay thế cho sự tôn trọng thực sự đối với quyền của người bản địa là một sai lầm đạo đức và chính trị sâu sắc cần được sửa chữa. Khi thế giới theo dõi, Dega chờ đợi một sự đảo ngược số phận của họ, kêu gọi một bình minh trong đó sự tôn trọng và phẩm giá dành cho tất cả các dân tộc dưới sự cai trị của Liên Hiệp Quốc được thực hiện với sự trung thực, không bị thao túng để tuyên truyền. Các nhà lãnh đạo toàn cầu phải kiên trì khuyến khích của họ và chính phủ Hà Nội phải tránh giả vờ cải cách đích thực thừa nhận rằng sức mạnh thực sự không nằm ở sự khuất phục của những người dễ bị tổn thương mà là đối xử công bằng với tất cả mọi người thuộc thẩm quyền của mình thế giới đã chứng kiến lòng dũng cảm khắc kỷ mà việt nam có thể tập hợp được đã đến lúc phải quan sát khả năng của quốc gia về công lý và nhân loại